giường của em. Mẹ mới mua giường cho em đấy. Giường của em đẹp chưa? À. Đấy, giường mới tinh. Em vào em nằm thử nào. Ui trời. Nằm thử thế nào. Ui rồi, êm quá, êm quá. Con trai đang nghe mua giường màu xanh hay mua giường màu hồng nhỉ? Thích không? Em thích không? Em thích không? Hôm nay em mua cả cho em quần áo này. Đấy, rồi thích chưa? Để mẹ cắt nhé. Ừ, em mở ra đi. Thích nào quần áo? Để mẹ cắt ra. Để mẹ cắt ra nhé. Quần áo mẹ Hương ở trên Hà Nội mua cho Pin này. Đấy. Từ từ em từ nào để mẹ dở ra. Nhiều quần áo chưa? Đấy. Xem nào. Đấy, đẹp không? Đấy, em xem em đếm bao độ bộ nào. Em đếm xem là bao nhiêu bộ. À đây là bộ này là bộ áo liền quần. Đấy, đẹp chưa? Một bộ này. Đây, áo này cũng áo liền quần đẹp chưa? Giống nhau hai bộ này. Ba bộ này, đẹp không? Đây toàn áo liền quần màu rất là đẹp. Ba bộ này. Bốn bộ này, đẹp không? Ôi nhiều cái đẹp quá. 5 bộ này. Đây 6 bộ này. À đây là áo à. Đây là áo. Ui bộ đẹp quá con này. Ê này, cái này bộ của con đẹp không này. Xem là mẹ ướm thử ra này, ướm thử ra nào. Thích quá, cứ rối tinh à. Đấy. Đẹp quá, đẹp quá. Đấy. Đây bộ vừa xem nào, sao có vừa. Vừa đấy. Đây, đây. Ui cái màu đẹp nữa con này. Màu đẹp. Pin. Thích quá nó bấn dừ lên. Ui bộ đẹp chưa? Pin ơi. Đây, bộ này mới là đẹp này. Con ngồi đây. Đấy. Tí mình mặc thử cho bộ nhá. Đây bộ màu đẹp. Bộ này đẹp, cái bộ này đẹp. Đấy, đẹp quá. Đấy ui hoa đẹp chứ. Hoa đẹp chứ. Đi biên phải để mẹ thay nhá. Mẹ thay cho bộ xem, mẹ thay thử xem nào. Dễ vừa thôi. Em thử mặc cho bộ nhá. Pin. Ngoáy thế nhỉ. Ôi trời ơi, trời tung tóc mẹ. Pin. Trông vẻ bé nhỉ. Dậy quá. Pin nào. Dễ quá là Pin này. Ăn đòn này. Để mẹ thử xem có đẹp có vừa không nào. Không còn đi đổi chứ. Chân cứng này. Pin. Pin. Đấy được chân nọ hỏng chân kia. Cái con này. Đâu rồi. Chặt thế nhỉ? Lộn đứng. Chặt thế này. Để mẹ xem nào, mẹ xem nào. Chặt quá. Con
rồi 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 nó cứ cuống lên. Ô vừa đẹp. Ôi trời, đẹp quá, đẹp quá. Đẹp thế này cô chị ạ. Đẹp lắm, bộ đẹp ghê nhỉ. Đấy, đẹp chưa? Để em mặc thử một bộ nhá. Ui trời trời. Đẹp quá, mặc áo hồng đẹp quá. Không đẹp đi đây. Xinh này, bộ vàng mạnh xinh. Mặc cái bộ khác nha, bộ này cũng đẹp này, bộ hồng. Đấy, mặc thử mấy bộ nhá, mặc thử 2-3 bộ xem. Dãy như đỉa. Đi này. Mắt. Đấy. Đấy, đẹp chưa? Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá, sướng quá, được mấy bộ quần áo đẹp, sướng quá, sướng quá. Sướng quá, người mẫu đấy. Đứng đứng các bạn xem nào. Như thế nào? Đẹp chưa? Xong. Thử xem bộ nào không vừa giả lại nha. Chân tay hôm nay kiểu gì? Mặc nhiều quá khó chịu quá. Pin 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 luôn chút nữa cả. Bắt em mặc nhiều em khó chịu à? Em im. À phải quay ngược em ra thế này nhỉ. Cứ mặc mẹ không biết mặt mẹ cứ mắng em nhỉ. Đứng đứng mẹ xem nào. Đứng em mẹ xem nào. Trời ơi, đẹp quá. Làm sao? Thấy sao? Một đếm tất cả bao nhiêu bộ để biết đường nào. Một bộ này, hai bộ này, 3 bộ, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10, 11 bộ, đây nữa là 12 bộ. Thấy nhiều quần áo chưa? Toàn quần áo đẹp nhá, mà còn điệu. Nhiều chuyện quá. Bây giờ mẹ thay thêm bộ nữa nhá. Ai, bộ đẹp chưa? Bộ nam tính à? Em cáu rồi, bắt em thử nhiều em cáu rồi. Đây, bộ cuối cùng của em đây. Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Đây. Úi giời ơi, mệt thấy không? Quần áo đẹp nhiều quá nhỉ? Anh ôm hết đi, ôm hết đi, ôm hết đi.
rồi. Đấy, cái giường này. Giường mọi người nhìn cái giường của em có đẹp không? Nhiều chuyện quá. Đấy, một đống quần áo của em đấy. Chứ còn ngủ chưa, ngủ thì làm cành hay ngủ ấy. Nằm đây. Nằm đi. Xem nào cho gì. Đấy, đấy đây là quần áo em dỡ đây xong chơi. Ôi giời chết em cáu rồi, em cáu rồi. Pin, pin.